Ừ, kính thưa sư gia đình con nghèo phải làm thuê và ở trọ mẹ con cũng đã lớn tuổi con muốn đi xuất gia mà sợ không có ai lo cho mẹ vì đi làm thuê với lại mẹ lớn tuổi rồi nên con không có ý định xuất gia nữa mà phát nguyện sau này lo cho mẹ xong thì con sẽ đi xuất gia mong sư tạo điều kiện cho những người lớn tuổi khoảng năm sáu mươi tuổi cho họ được đi xuất gia vì có một số lý do nên còn trẻ họ không đi được sau này sau này tôi đã cứng không còn phụng sự cho phật pháp nữa thì họ cũng được xuất gia gieo duyên và rèn luyện tâm mong sư cho con lời khuyên cũng như lời động viên ừ. ờ, thứ nhất là sư chưa có điều kiện ờ để mà uh, cho quý vị uh, xuất gia uh, một cách thoải mái. Tại vì sao? Bởi vì sư uh, là một vị sư trẻ và ở trong chùa, sư cũng không phải trụ trì, sư chỉ có khả năng là giới thiệu, uh, khuyến khích tạo điều kiện để quý vị có thể xuất gia tại chùa. Ha? Uh, cái uh, vấn đề nữa đó là gì? khi quý vị lớn tuổi mà quý vị xuất gia đó rồi khi những khi đau yếu ai là người chăm cho quý vị phải biết nghĩ tới chuyện đó ờ một trong những cái vấn đề nan giải của chư tăng đó là những vị lớn tuổi mà khi đau yếu đó kiếm người coi rất là khó kiếm người chăm rất là khó. Người cư sĩ, Phật tử mà hay đến chùa đó, có nhờ họ chăm thì cũng chỉ nhờ được trong thời gian ngắn thôi. Và còn cái thời gian dài đó, thì người ta không có thời gian bởi vì sao? Người ta còn phải lo cho gia đình, còn phải đi làm, còn phải lo cho bản thân họ. Ờ, không có nhiều thời gian để có thể chăm sóc những vị sư bệnh sư già ừ. cái đó quý vị phải nghĩ tới rồi nói về cái chuyện mà thuê xin thưa là rất nhiều mà sư phải nói hầu hết các chùa thời nay chùa khi mà có vị sư bệnh là phải thuê thì cái đó là liên quan đến khả năng tài chánh của chùa chùa có khả năng thuê hay không Ờ, quý vị nên có một cái nhìn thực tế là các ngôi chùa Nam Tông ấy, ờ, do cái phương pháp tu theo nguyên thủy cho nên không có dầu nói nó kỳ mấy ông sư Nam Tông không có dầu không có dầu như là các cái chùa phát triển ờ, để mà có xoay sở đầu này đầu kia thành ra là nó có thể trở thành gánh nặng và có thể là ở một ngôi chùa nào đó sẽ không có điều kiện để mà chăm lo cho quý vị khi quý vị về già nhất là về già mới xuất gia khi quý vị còn trẻ mà xuất gia đó quý vị còn tu tập quý vị có giới hành thì nhờ cái đức nhờ cái đức tu của chính bản thân quý vị thì sẽ có những người cư sĩ hộ độ đến khi quý vị bệnh đó, thì uh, quý vị vẫn có cái để mà cho người ta, thì nhờ cái đức của quý vị, sư nói rõ nhờ cái đức của quý vị, thì người ta có phụng sự thì người ta cũng không có tiếc. Uh, ví dụ như quý vị thấy đó. những cái vị uh, mà có đức uh, để mà người ta hộ độ, ví dụ như uh, hòa thượng vũ chánh uh, hoặc là Ờ, những cái vị hòa thượng hoặc những vị thượng tòa ví dụ như sư đức hiền sư ví dụ thôi ví dụ thôi thì lỡ ừ, các vị đó mà có ngã xuống có bệnh á, thì nhờ cái đức các vị đó đã tu và đã cống hiến đã đóng góp trong cái thời mà vị đó còn khỏe thì cũng không khó để tìm người chăm sóc còn bản thân mình á, khi mà già lớn tuổi mới tu tu chưa được bao nhiêu phước chưa được bao nhiêu lăn ra bệnh ai là người chăm sóc cái đó phải nghĩ tới nha báo trước cho quý vị biết đời tu không phải là một màu hồng nha mà khi quý vị xuất gia đó nói thẳng là chúng ta có đã có cái sự chuẩn bị là chết chưa sẵn sàng để chết chưa nếu mà sẵn sàng để chết á thì khi quý vị bệnh như vậy mà chùa không có điều kiện nuôi á mà để quý vị nằm một chỗ á đau nhất không có thuốc á. bản thân quý vị nhắm quý vị chịu nổi hay không ừ nó phải suy nghĩ ừ đấy thành ra lớn tuổi tu nó có cái khó phải có cái gan nha phải có cái gan nó không có đơn giản đâu Um, phụng sự thì uh, phải nói bản thân cá nhân sư nói riêng và chùa nói chung không cần quý vị phụng sự năm sáu tuổi bị vào chùa vì tu được tốt rồi không cần quý vị phải phụng sự nhưng mà cái chuyện mà bệnh hoạn là phải tính phải tính bệnh hoạn phải tính và tôi rất ngại cái chuyện mà kêu gọi quý vị biết là những cái vụ lùm xùm mà bây giờ đó. thực tế tại bây giờ nó mới đổ bể rồi thôi chứ. chứ còn cái chuyện mà từ thiện bản thân nó nó rất là phiền sư rất lấy làm lạ là tại sao cái chuyện công khai minh bạch cái tài khoản từ thiện đó, đó là lẽ đương nhiên đó là chuyện đương nhiên bản thân sư khi mà sư làm cái quỹ từ thiện cho ngài uh, chánh thân thì sư vẫn công khai ai có theo dõi sư thì biết sư công khai toàn bộ thu chi sao kê toàn bộ sao kê trong cái tài khoản đó lập một cái tài khoản riêng không dính dáng gì tới mình hết trơn nó không có khó mất chừng nửa tiếng một tiếng đồng hồ ra ngân hàng họ làm cho không hiểu làm sao mà để lùm xùm đấy nói như vậy là để cho quý vị thấy rồi sau này đó hả? sau này đó, quý vị nghĩ coi? nếu như mà sư làm một cái trung tâm hoặc là tạo cái ngôi chùa tạo thành một cái môi trường chuyên dành cho những cái vị lớn tuổi vào xuất gia rồi bắt đầu kêu gọi từ thiện đâu này đầu kia ai đã từng đi kêu từ thiện thì quý vị biết nó không có đơn giản nha phải chăm sóc người ta mà sư lộng sư tôi có đi cái chuyện mà chăm sóc cư sĩ để mà kêu gọi ờ, có một số vị thì các vị đó có thể là Uh, thoải mái nhưng mà bản thân sư thì sư ít nhất là sư còn sư hổ thẹn thiệt còn sư hổ thẹn cho nên là sư không làm được chuyện đó mà khi mà mình mở một cái trung tâm mở cái quỹ mà mình không đi kêu không đi kêu gọi đó không đi kêu gọi cái kiểu mà không có hạ mình để mà uh, chăm sóc khách hàng cái, cái kiểu đó, đó thì bao nhiêu người đóng góp cái đó thứ nhất thứ hai nó sẽ rất là phiền rồi tính đến cái chuyện mà chăm sóc rồi khi sư lấy cái chuyện mà nếu như mình nó làm lớn ra đó, Rồi bắt đầu người ta sẽ không phân biệt được đây là ngôi chùa hay đây là cái viện dưỡng lão, rồi vào đây rốt cuộc toàn người già người bệnh không thôi rồi tu ở đâu một ngày thì tu được chừng tiếng hai tiếng thời gian còn lại là bệnh hoạn sư giả xử như cái chuyện bệnh là có người lo đi rồi thì tới cái hội bệnh như vậy Quý vị tu được cái gì Đừng quá tự tin vào bản thân nha Đừng quá tự tin vào bản thân Ngay cả bản thân sư Mà uh, trẻ như vậy Mà có đôi khi uh, Cái trái gió trở trời đó. Tu nó cũng khó Ngồi thiền nó cũng khó Chứ đừng nói chi là quý vị ừ. Thôi thời gian dành cho cô Chứ hỏi này Thì nó dài rồi Tôi nói để cho quý vị hiểu Đời tu không phải là màu hồng Nha, đặc biệt là mình chờ tới tuổi già mình mới đi xuất gia không phải là sư không độ sư không dám độ mà quý vị phải hiểu trước và lường trước được những cái quý vị phải đối mặt khi xuất gia ở cái tuổi đã lớn nha chứ đừng có để cái màu hồng nhìn cái uh, môi trường tu toàn màu hồng rồi mình vào trong đó mình thất vọng do mình không đủ điều kiện thì nó kỳ lắm